Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay ngày 21 tháng 2, em lên cho một video giới thiệu hai sản phẩm, một bộ combo luôn của hãng Victor CD và âm ly. Một cái CD có tên model là Z521 và một cái âm ly có tên model là Z511. Để rất là hợp lý nhá. Trong này chơi tốt cặp những cặp loa bass 30 trở về nhá. Đặc biệt chơi loa cột là loa boxeo của châu Mỹ thì cực kỳ hay nhé. Rồi cái CD này, em test CD này. Cái CD này nó có chạy hai con giải mã VCM56 nhé. Đây thông số nó ở đây ạ. Rồi em quay phía sau cho anh em. Thôi. Rồi con này công suất tiêu thụ nó tới 14W nhá. 9279 series. Rồi có cổng out có hai cổng, rồi optical out này. Và cổng đồng trục out này. Đồng trục nghĩa là sao? Đồng trục này có nhiều con âm ly. Ví dụ như con âm ly này có thể cắm một dây thôi. Đây, cắm từ đây xuống đây chỉ cần một dây nên nó cũng hát hai bên luôn nhá. Còn một dây thôi. Chơi rất là zin nguyên bản hàng bãi về nhá, chạy rất là nhanh. Em vừa test cái đĩa rất xấu, cái đĩa chép. Mặt mũi còn rất là đẹp nhá. Ở đây là những cái vết này là nó còn dơ chưa vệ sinh kỹ thôi chứ không phải là ấy đâu. Rồi con âm ly, con CD này em bán với giá 1,4 triệu nhá. Em sẽ báo giá riêng từng sản phẩm một. Nếu anh em nào mua hai sản phẩm, mua cả bộ combo này thì em sẽ bớt giá ra nhá. Rồi tiếp theo con âm ly AXZ511 này. Đây mặt rất là đẹp nhá. Mặt còn rất là đẹp. Con này thì nội thất của nó thì có video trước em đã giới thiệu rồi. Này giới thiệu chức năng thôi. Đánh cổng AB. Bass chép này, có cái loại có này, con này là có loại có cái nút super bass nữa, tăng bass. Đây là một cái hệ thống nút và hệ thống giải mã DAC nhá. Con này có giải mã DAC nhá, có toàn bộ chip giải mã DAC luôn nhá. Đây xem xe quay đằng sau cho anh em coi này. Công suất của nó là 150W. CD nó là 9010. Này chơi loa từ 6 đến 16 ohm. Đây những cổng in của ở analog này. Còn dưới này đây có một cổng cổng optical in để giải mã DAC nhá. Đây cổng đồng trục. Hai cổng này là cũng cổng đồng trục ạ. Âm ly mà có giải mã DAC rất là hiếm anh em nhé. Anh em rất là tiện cái là về khỏi mua đầu giải mã. Mua cái đầu giải mã mà nó có chức năng, có con chip mà giải mã như con Victor này cũng cả tiền triệu. Nếu mà size 42 bèo nhất cũng phải 2 triệu rưỡi đến 3 triệu nhá. Đấy là dòng bèo. Đấy, anh em mua con âm ly này về khỏi mua ra cái đó luôn. Cắm trực tiếp trên TV đời mới xuống qua cổng quang, chất lượng âm thanh nó sẽ cao hơn nhé. Hiện nay là những con âm ly thường có cổng quang mà hai kênh ấy, thì nó rất là mắc tiền nhé. Như em bán cái bộ này thì rất là hợp lý, giá rất hợp lý. Rồi cái âm ly này em báo giá luôn là 3,3 triệu. Bữa trước em báo giá 3,5 triệu nhưng hôm nay em bớt xuống 3,3 triệu nhá. 3,3 triệu
cô đơn không hận sầu. Tại hôm trước là có một số bác hỏi rồi nhưng mà bảo em test chức năng mà em bận quá chưa có test được. Hôm nay em test chức năng này 3,3 triệu. Nếu anh em nào mua cả bộ combo hai cái này hai âm CD thì cứ alo cho em sẽ bớt giá rồi nhá. Rồi vừa rồi em giới thiệu hai cái sản phẩm nữa, một con CD 1,4 triệu, con âm ly 3,3 triệu. Âm ly này có giải mã DAC nhá. Anh em nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Rồi, cảm ơn các bác vừa xem video. Cái video hay. Và các bác cần tìm mua những sản phẩm này thì nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để khi nào em lên video là các bác sẽ là người nhận video đầu tiên. Thì mình có thể lựa chọn được nhiều sản phẩm hơn nhá. Em sẽ lên video hàng ngày và bên em lên video là những sản phẩm mới nhé, nhà em này hàng liên tục nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác vừa rồi đã xem video của em nhé. Bác nào có nhu cầu alo cho em.